Thật sự thì khi trong gia đình em là cái người được cưng, được thương, được yêu, mặc dầu có thể sự không thống nhất của ba mẹ nhưng mà trong cái vòng tay yêu thương. Thì khi rời gia đình đi học, mà đi học xong rồi thì đáng lẽ cái bước chuyển đó nó thuận lợi hơn, thì em lại đi làm phục vụ, đi làm tất cả những nghề khác. Lúc đó mẹ em có biết hay không? À, thì thật ra thì lúc cái thời điểm đó thì gia đình em cũng làm ăn khó khăn. Mẹ thì cũng bị nợ đó, thì em chỉ vô Sài Gòn em tự nuôi bản thân mình rồi tự cố gắng thôi, chứ cũng nhà cũng không giúp đỡ. Thì trước khi khi mà vô đây em cũng giấu, không có dám nói là mình đi theo nghệ thuật nữa. Tại vì mấy người ở quê nhiều khi cứ lo lắng hoài anh. Ví dụ như mẹ em lúc nào cũng kêu là thôi lớn rồi mà sao có thấy đi hát đồ vậy, rồi lỡ mà không có nổi tiếng rồi sao lấy vợ. Nhưng mà em thì sợ ba mẹ lo đó, tại vì khi mà em vô Sài Gòn em ở cái nhà rất là ghê, em thuê cái nhà chỉ đủ một mình em nằm thôi, nên trời là không có dám để cho mỗi lần mà mẹ vô thăm á rồi em đều phải giả bộ đi ra ngoài, tại vì không mẹ không biết hết rồi. Mẹ biết hết rồi. Chào cô, chào mời cô lại đây. Trời ơi, mẹ biết hết mẹ rồi, biết hết rồi. Biết hết rồi. Dạ con ngồi đây với Hiếu ạ. À, đây mẹ em ạ. Thưa quý vị, thân mẫu của ca sĩ Hồ Quang Hiếu bất ngờ xuất hiện trong chương trình. Cô ơi, cái quãng đời cực nhọc đó làm cô thông qua cái gì mà cô biết? Nói chung là cô là cũng đi tham quan nhiều, nói chung là cũng biết hết là con mình làm như thế nào đó. Cô, khi được xem lần đầu tiên mà Hiếu hát trên TV á, lúc đó cảm xúc của cô thấy đã không? Thấy như thế nào? Cô cũng run. Run? Run. Sao run? Kiểu vừa mừng mà vừa lo rồi run, cứ sợ. Sợ là sợ cái gì? Lên là đẹp rồi, hay rồi. Không, là mẹ em sợ nhiều cái. Ví dụ như là nhiều khi em đi về quê diễn nè, mẹ đứng sợ. Có lần mà nhiều khi về mà ăn uống không đủ á, mẹ ốm quá đứng dưới sót. Rồi thí dụ như đứng coi khán giả lỡ mà họ có chửi hay không á, rồi mẹ cũng buồn đó. Rồi nhiều khi ví dụ như em mặc quần mà nó ôm quá, mẹ đứng kêu với ủa nhảy ta sợ mày rách quần. Quá nhiều khi nói chung là sợ đủ thứ á. Không, má em mà đôi khi cũng là ở nhà làm stylist cho em đó. Đôi khi bận đồ phải hỏi má là cái ủa có đẹp không má đó, phải hỏi. Bây giờ cái áo này phải thay phối với đôi dài để hợp màu không cô? Được ha. Được. Lê má lên bằng đồ xanh là anh hiểu đó, xanh lè anh lét à. Thức dậy từ sáng sớm, hôm nay là 11 giờ quay, sáng em thấy là 7 giờ đã dậy rồi. Từ hôm qua là đã đi cắt tóc rồi đi sửa quần áo rồi. Còn hơn em nữa. Vậy là cô tiết lộ cho Hiếu biết là cô đi đến chương trình này. Tại vì thông báo của chương trình là riêng cho Hiếu và riêng cho cô chứ không có cho. Không, không cho Hiếu biết. Và cô tự sắm sửa làm cho Hiếu nó nghi. Không biết cô đi đâu. Không biết đi đâu, cô đi không, thì em cũng có phát hiện một chút. Tại vì lúc mà mẹ gọi điện thoại đó thì em ở trên em nghe. Nghe sợ xong rồi nói với, em mới hỏi là ngày hôm nay lúc mà đi lên trường quay ngày hôm nay thì em đi trước. Em mới hỏi má em chọc thôi. Em kêu chứ ủa rồi má chắc chắn là người ta có mời má không? Chứ nhiều khi giờ má trang điểm đồ xong rồi người ta không mời đó, chắc má để mặc thì đi mặc đồ đi ăn bún luôn á. Rồi chắc chắn mà, không sao đâu, chắc chắn. Nói chung là cũng có dịp để quay hình để mai mốt đi ra ngoài chợ đó anh. Hàng xóm nó biết mà, nụng nổi tiếng lắm á. Đó. Nhưng mà em rất là hạnh phúc bởi vì luôn luôn có một cái tình thương bao phủ của mẹ gửi trong không gian đến em. Lúc nào cũng nghĩ đến em bằng tất cả trái tim yêu thương. Cái điều đó có phải chăng là điểm tựa cho con đường nghệ thuật của em không? Dạ, cũng đúng là vậy. Tại vì em thì lớn lên thì không có tình thương của cha nhiều. Tại vì nhỏ thì ba đi rồi, em không có nhớ kỷ niệm nhiều. Em chỉ sống với mẹ thôi. Sau này thì cũng có thời gian, cũng không có nói chuyện với mẹ nhiều. Mẹ con không có hiểu nhau nhiều. Tại vì mẹ phải lo 7-8 người con mà suốt ngày cứ lo miếng ăn thôi, không có quan tâm chăm sóc tới mình nhiều. Nhiều khi cái tuổi thiếu niên mà anh, lúc mà đang mới lớn là cái tuổi đó quan trọng nhất đó. Nhưng mà mẹ nhiều khi là bận rộn. Mình nhiều khi mình nghịch, mình lại cãi lời mẹ rất là nhiều. Ví dụ hồi xưa em rất là nghịch. Mình cứ nghĩ trong đầu, hồi xưa mình mới trẻ mà anh, suy nghĩ nó còn non nớt. Mình nghĩ trong đầu bố mẹ ly dị mình buồn quá. Rồi mình không có gì để mất hết, mình cứ quậy phá hoài vậy. Rồi xưa đi học, lúc mà học phổ thông em đã bỏ học rồi. Không
không có chịu đi học nữa. Cứ đang đi học vậy đó, kêu mẹ mua xe cho để đi trước mặt bạn bè để mà lấy le. Lúc mà bị đuổi học là cô có biết không? Nói chung là có, cô ra từng nơi luôn. Cô có bao giờ cô quánh đòn Hiếu không? Không bao giờ. Không bao giờ. Nói chung là mẹ con chỉ nói nhỏ nhẹ thôi. Ồ. Nói chung là có giấy mời để đuổi thì giấy cũng... mời để đuổi mời ở à, đúng rồi phải mời phụ huynh. Phụ huynh cùng chạy ra tới ngoài đó rồi nói hoàn cảnh như vậy rồi làm cam kết rồi xin. Rồi người ta cũng cho, người ta thấy hoàn cảnh vậy người ta cũng cho. Rồi về cô khuyên bảo Hiếu như thế nào? Có khi là nằm đêm rồi nói? Cũng có, hai mẹ con khuyên bảo, nhắc nhở, cố gắng. Nhưng mà cái tánh của Hiếu thì muốn bứt phá, nó nhiều năng lượng quá. Phải thể hiện như thế nào ra làm sao đây mà cũng chưa biết cách. Cho nên là nó thành ra là cái đó là cái tuổi trẻ chung của rất nhiều các bạn trẻ ngày nay cũng vậy. Yeah. Nhiều khi sống trong cái sự êm ấm của tình yêu thương thì cảm thấy nó tù túng quá, muốn đi ra ngoài kia có cái gì, ở một mình làm sao, đi lang thang, ngủ gầm cầu thương như thế nào. Yeah. Có những cái quyết định rất là táo bạo. Hồi xưa mình suy nghĩ của mình nó bị nhiều khi nó bị lệch lạc. Mình có những cái suy nghĩ mà nó sẽ xấu đi. Đó. Nên là sau này khi mà em thay đổi á, nó cũng qua từng thời kỳ nữa. Ví dụ như em nói là lúc mà em vô trường nghệ thuật quân đội, bắt đầu từ đó em mới có thời gian em suy nghĩ và gặp được những anh em, rồi sự kỷ luật trong đó nó làm cho con người mình thay đổi dần từ tính cách. Ví dụ như hồi xưa em ở ngoài em rất là bừa bộn nè, rồi thức đêm dậy sớm rồi đi chơi đùm lum, nhưng mà từ khi vô quân đội ấy là bắt đầu được rèn luyện. Ví dụ 5 giờ sáng phải dậy tập thể dục nè, rồi sáng dậy là phải xếp mùng mền cho nó gọn, thiệt gọn đó. Dạ, bây giờ cô còn mong muốn gì hơn ở Hiếu nữa không ạ? Dạ, giờ chị cũng mong muốn Hiếu có gia đình thôi, để có cháu ẵm bọc, có cháu nội thôi, cháu nội chưa có. Ừ, vậy là cháu ngoại thì có rồi. Cháu ngoại thì nhiều Hiếu, rồi. Hiếu, trả lời câu này sao với mẹ giờ đây? Thật ra thì cái duyên em nó chưa đến để mà kiếm một người á, yêu hoặc là yêu thương mình, hợp với mình á, nó cũng rất là khó. Nhưng mà em thì em không có nhắm mắt nhắm mũi để mà ví dụ chiều mẹ lấy được thì đó. Đối với Hồ Quang Hiếu, theo cái hoàn cảnh của em lớn lên á, thì em đã hiểu được cái cảnh mà ba mẹ chia tay. Dạ. Em không muốn con của mình phải bị cái hoàn cảnh giống như vậy nữa. Dạ. Cho nên yêu ai thì phải cho chắc, cho bền. Dạ. Và mình hiểu được những đắng cay khi mà mình không ở chung một nhà. Dạ. Đúng chưa? Đó, với lại em cũng tại vì cái tuổi thơ của em á, nó không được đầy đủ. Em muốn là sau này khi lấy vợ thì cái quan trọng nhất là cái tình thương và cái lo cuộc sống đầy đủ cho mình, con mình được những cái kỹ năng sống tốt hơn, để sau này con cái mình á, ra đời nó sẽ được tốt hơn. Con trai người ta nói nhờ đức mẹ, cô phải là người tốt như thế nào với xóm làng, với bà con dòng họ xung quanh, thì Hiếu bây giờ mới hưởng được cái phước từ người mẹ của mình. Chúc mừng cho con. Cảm ơn. Cô mừng cả cái đàn.